Hai, Thi Đen muốn chào cô dì chú bác cưng sao anh chị em đồng nghiệp nha. Chiều nay Thi Đen cũng đi đặt bẫy chuột nữa các bạn ơi. Chiều nay Thi Đen đi đặt 50 cái các bạn. Đặt theo mấy cái bờ kinh này nè các bạn. Để mình quay camera lại cho các bạn xem nha. Và ngày mới Thi Đen không quên chúc cho cả nhà mình ngày mới luôn tràn đầy niềm vui và thành công trong mọi công việc nha cả nhà. Đây điểm mình đặt bẫy đây các bạn. Mình giờ cũng vừa đặt xong đó các bạn ơi. Đây các bạn. Chiều nay mình đặt 50 cái các bạn ơi. Mình cũng vừa đặt xong các bạn. Đây. Chỉ còn một cái các bạn. Cái này là nó bị hư đó các bạn. Nó bị hư. Nó bị đứt chốt rồi các bạn ơi. Đây mình đặt khu vực này các bạn. Đây. Từ mấy bờ kênh này dài qua bên đây nè các bạn. Đây. Dài qua đây. Xong cái mình đi theo cái bờ kênh đó các bạn. Đó. Xa xa đó các bạn. Đi theo cái bờ kênh đó qua bên đây luôn các bạn ơi. Tới ngay cái điểm hơi tối các bạn. Mình đi cũng ngay cái điểm hơi tối mình đặt luôn các bạn ơi. Đặt theo cái điểm hơi tối luôn. Mà cái điểm này là điểm mới của mình các bạn. Hai bờ kênh này. Bờ kênh này xong cái qua bên đây là cái điểm mới của mình đặt luôn các bạn ơi. Đây. Ngay tay mình đây các bạn. Dài qua đây luôn. Là điểm mới. Mình cũng vừa đặt xong các bạn ơi. Đây mình đi theo cái bờ kênh này đây các bạn. Dài qua đây luôn các bạn ơi. Xa xa đó là mình đi đặt qua tới bển luôn các bạn. Tới góc đó luôn. Đó. Góc mà cao cao đó các bạn. Ơi để tới mình đi thăm bẫy đó mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Hẹn gặp lại các bạn tối nay nha các bạn. Rồi, tối nay mình đi thăm bẫy chuột luôn các bạn ơi. Mời các bạn theo mình đi thăm bẫy chuột nha các bạn. Trải nghiệm cùng thăm những cái bẫy chuột ơi. Hồi tối mình cũng đặt bên đây nè các bạn. Hồi tối hôm qua mình cũng đặt bên đây. Mười mấy cái các bạn. Tối nay mình đi đặt tiếp các bạn ơi. Đặt tiếp bên đây tiếp các bạn. Bẫy chuột tối nay mình không có cầm dẻo luôn. Cũng như tối hôm qua luôn các bạn. Tối hôm qua mình đặt cũng cầm dẻo. Ồ, một em các bạn ơi. Tới dính các bạn. Chuột bẫy gắn các bạn ơi. Đây, một em đây các bạn. Chuột bẫy gắn. Sướng sướng sướng. Thôi mình off máy mình bắt em nó vô lồng cái các bạn ơi. Một tay mình khó lầm đó các bạn. Đi thăm bẫy có một mình nè các bạn ơi. Thăm bẫy chuột có một mình nè. Nên hơi khó các bạn. Mình off máy. Tới cái tiếp theo mình quay cho các bạn xem nha. Tiếp tục luôn các bạn ơi. Mình vừa bắt em nó xong các bạn. Ồ bên đây cũng có dính luôn các bạn ơi. Cũng một em luôn các bạn. Một em chuột. Bẫy gắn luôn các bạn ơi. Đây. Em nó ở đây các bạn. Em chuột bẫy gắn luôn. Cái thứ hai các bạn. Cái thứ hai dính được hai con. Đó, một con chứ. Cái đầu cái thứ hai là hai con. Hai cái được hai con các bạn. Rồi mình ốp máy mình bắt em nó vô lồng cái các bạn ơi. Mình một tay hơi khó các bạn. Tay hơi khó bắt. Mình đặt bẫy nè, không có cầm dèo nữa. Hơi khó các bạn. Đây giờ đi coi những cái bẫy luôn các bạn ơi. Đây có có dính các bạn ơi. Đây. Có dính một em luôn các bạn. Ồ em này kẹt cái chân luôn à. Đây các bạn ơi. Chuột bẫy gắn luôn các bạn. Em chuột này bẫy gắn các bạn ơi. Bẫy gắn là hết sảy luôn. Thôi mình off máy mình bắt em máy vô lồng cái các bạn. Một tay mình cũng hơi khó các bạn ơi. Các bạn ơi, mình vừa đặt xong các bạn. Đi tiếp thôi. Đi thăm tiếp các bạn ơi. Ồ cái này có dính các bạn. Một em chuột bẫy gắn tiếp tục các bạn ơi. Hôm nay mình không có chuột đi bẫy gắn các bạn. Mình cũng không có đi chưa có xuống bẫy gắn các bạn ơi. Mình mới sửa được 40 cái bẫy cũ các bạn. Mình sửa 40 cái xong chưa xuống bẫy các bạn ơi. Chừng nào xuống bẫy mình sẽ
đi thăm nó các bạn. Xuống bẫy xong mình đi thăm nó, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây, một em chuột bẫy gắn tiếp tục các bạn. Bốn em. Để mình ốp máy luôn các bạn. Rồi tiếp tục bên đây luôn các bạn ơi. Tiếp tục cái bờ hồi tối luôn các bạn. Theo cái bờ kênh này tối qua các bạn, mình cũng đặt như tối qua luôn các bạn ơi. Cũng cái bờ kênh này luôn. Tối qua đặt dính thấy êm quá trời luôn. 50 cái các bạn. Cũng được ngoài 2 kg các bạn ơi. Ngoài 2 kg chuột. Ô, mấy cái bẫy này không đập ta. Còn y thinh nè. Ô, bên đây có dính các bạn ơi. Có đập rồi các bạn. Một em chuột thịt các bạn ơi. Sướng. Đây, em nói đây các bạn. Quá sướng luôn. Một em chuột thịt. Mình một tay mình hơi khó các bạn. Bắt em nó hơi khó các bạn ơi. Mình đi thăm bẫy chuột á các bạn. Nếu mà có cái nào nó không có dính nhiều á các bạn, mình sẽ xóa bớt các bạn ơi. Mình sẽ cắt bớt các bạn. Mình cắt bớt, rút ngắn thời gian lại cho các bạn xem. Để luôn thì nó dài quá các bạn ơi. Nó dài quá mất hay các bạn. Ồ, cái này cũng dính luôn. Tối nay mình cũng đặt có 50 cái các bạn. Tối nay mình cũng có đặt có 50 cái như tối hôm qua vậy các bạn ơi. Bẫy chuột mình đặt ít lắm các bạn. 50 cái. Ồ, cái này có dính các bạn ơi. Đây. Một em đây các bạn. Này, em nói đây. Sướng chưa? Khủng khủng. Quá sướng luôn. Dạ. Giống cái gì ta? Đây. Mình mấy chuột lớn này mình dễ bắt nó vô các bạn. Còn mấy chuột nhỏ mình hơi khó. Còn cái tay một tay á các bạn nên hơi khó. Tục các bạn ơi. Tiếp tục hành trình đi thăm những cái bãi chuột. Cái bãi chuột có dính chuột hay không? Ồ, em nó chạy. Rồi cái này cũng không dính luôn. Cái bẫy còn y thinh luôn các bạn ơi. Bên đây. Ồ, có dính đây các bạn. Xem tí nữa là mình đi hút luôn các bạn ơi. Tí nữa mình đi hút cái bẫy luôn rồi. Đây, em nói đây các bạn. Sướng chưa? Chuột thịt đây. Chuột thịt các bạn ơi. Bỏ em nói vô lòng cái các bạn ơi. Này. Rồi mình ốp máy luôn các bạn. Ốp máy mình đặt cái bẫy lại các bạn ơi. Rồi tiếp tục luôn các bạn ơi. Đây. Ở đây. Ồ, có dính các bạn. Một em chuột bẫy gắn các bạn ơi. Đây. Một em chuột bẫy gắn tiếp tục các bạn. Em này vừa đặt bẫy gắn luôn các bạn ơi. Đẹp, chuột này chuột đẹp các bạn. Rồi mình ốp máy mình bỏ em nói vô lòng cái các bạn ơi. Rồi tiếp tục luôn các bạn. Chiều hồi chiều mình có đặt bên đây mấy cái các bạn. Đặt bên đây mấy cái đây các bạn ơi. Cái này có gì không? Ồ, cái này thích đập rồi các bạn. Có dính các bạn ơi. Đây. Một em đây các bạn. Đây. Một em chuột thịt các bạn ơi. Quá sướng luôn. Chuột thịt. Đây mình ốp máy luôn các bạn ơi.
Tới cái tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Mình bỏ em nó vô lồng cái các bạn. Ủa, bên đây có dính các bạn ơi. Đây, hồi chiều mình đặt ở trên mà mình đi ở dưới ruộng các bạn. Đây, em nó đẩy qua tới trước đây luôn. Đây, quá sướng luôn. Rồi mình ốp máy luôn các bạn. Ồ, cái này cũng có đập luôn các bạn ơi. Xem chút nữa mình đi hút luôn các bạn. Đây, một em đây các bạn. Đấy, được một em nữa đây. Để mình bỏ em nó vô lồng cái các bạn ơi. Mình ốp máy luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, mình vừa đặt xong các bạn. Đi tiếp luôn các bạn ơi. Mới có gì không đây? Cái này nó không đập luôn thôi. Còn ít khinh. Ồ, có dính các bạn ơi. Đây. Em chuột bảy gắn đây các bạn. Một em chuột bảy gắn tiếp tục. Mình off máy luôn các bạn. Mình sẽ đặt em nó vô lồng xong mình đặt lại các bạn. Đặt lại chỗ cũ các bạn ơi. Sau cái mình đi tiếp các bạn. Rồi, tiếp tục. Đi tiếp các bạn ơi. Bên đây cũng có dính luôn các bạn. Như chỗ này là chuột nhiều nè. Cái này nó dễ chạy hơn các bạn ơi. Đây, một em tiếp tục các bạn. Hồi chiều mình đặt bên đây có mấy mười mấy cái vậy các bạn ơi. Còn mười mấy cái mình qua đặt đây đó các bạn. Vừa đặt xong mình về luôn các bạn ơi. Đây mình up máy luôn các bạn. Rồi tiếp tục luôn các bạn ơi. Ồ, cái này cũng có dính luôn các bạn. Một em chuột bảy gắn luôn các bạn ơi. Đây, dính liên tục luôn bên đây. Mình bỏ em nó vô lồng cái các bạn. Nắp máy luôn các bạn ơi. Tới cái tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Hi, chị Đen muốn chào quý vị chú bác cùng sao và anh chị em đồng nghiệp nha. Sáng nay tiếp tục thì Đen đi cung bảy các bạn ơi. Này đi cũng phải chuột các bạn. Hồi tối mình hồi chiều hôm qua mình có đặt 50 cái các bạn. Sáng nay mình đi cuốn luôn các bạn ơi. Đặt điểm cũ. Chiều hôm qua mình đi đặt điểm cũ các bạn ơi. Ồ, cái này không đặt ra. Cái đầu tiên. Cái thứ hai cũng không đập luôn các bạn ơi. Ồ, cái thứ ba có dính các bạn. Một em chuột phải gắn các bạn ơi. Đây. Một em chuột phải gắn đây. Cái thứ ba, cái thứ tư đâu? Rồi cái thứ tư không có đập luôn. Cái bảy còn ít thinh luôn. Rồi bên đây có dính một em luôn các bạn ơi. Một em chuột bảy gắn tiếp tục các bạn. Đây, em nói đây các bạn ơi. À. Sáng nay mình đi cuốn bảy, thế nào dính mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Khi nào không dính mình sẽ cắt bớt các bạn ơi. Để video nó dài quá các bạn. Cái này cũng không dính luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục bên đây mình có một cái luôn các bạn. Ô, cái này có dính các bạn ơi. Này. Một em đây các bạn.
Đây. Em chụp khủng khủng đây. Chụp thịt các bạn ơi. Chụp thịt đây. Rồi tiếp tục. Đây mình con cái luôn các bạn ơi. Ồ bên đây có dính các bạn. Đây. Em chụp bãi gắn các bạn ơi. Chụp bãi gắn đây. Chụp quá đẹp luôn. Chụp bãi gắn này. Ôi mình ấp máy các bạn ơi. Đây cái tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn tiếp tục bên đây luôn các bạn ơi. Bên đây mình còn cái nữa các bạn. Cũng hết bảy các bạn ơi. Ồ cái này không dính nè. Này. Cái nó không có dính các bạn ơi. Nước kinh bữa nay cạn queo luôn các bạn. Này. Nếu mình đi kiếm cá là có cá ăn luôn các bạn. Mình tranh thủ cuốn bậy mình đi làm công chuyện nhà cho rồi các bạn ơi.